Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Để chương trình lễ ra mắt và trao giấy chứng nhận gia đình Phật tử, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên được chính thức bắt đầu. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng khởi thân đứng dậy để làm lễ niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đạo tràng. Nhằm kế thừa và phát huy những tinh hoa truyền thống đạo đức của ông cha ta từ ngàn xưa để lại, với mục đích xây dựng lại những thâm tình đã mất và kết nối một sự truyền thông thật bền chắc giữa cha mẹ và con cái, giữa người và người với nhau trong xã hội, sư phụ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trong chùa đã thiết lập mô hình khóa tu gia đình Phật tử. Thông qua đó, quý thầy sẽ hướng dẫn cho các gia đình tu dưỡng và học tập đạo đức tại chùa, lấy đó làm tư lương cho các thành viên áp dụng vào cuộc sống gia đình. Mô hình gia đình Phật tử hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc, là nơi hội tụ và ươm mầm những hạt giống bồ đề, mang hương thơm đạo đức lan tỏa khắp muôn phương. Hòa chung trong sự phát triển của Phật giáo nước nhà, cũng như nêu cao tinh thần hoằng pháp lợi sinh nơi những người con Phật, trong tương lai, mô hình gia đình Phật tử sẽ mở ra một thời kỳ mới trong việc phát triển các khóa tu tại chùa, đồng thời kết nối lại truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa. Trong bầu không khí trang nghiêm, trước sự hân hoan chờ đón của đông đảo quý liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý, Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt và trao giấy chứng nhận gia đình Phật tử. Chứng minh và tham dự buổi lễ, ban tổ chức chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban trị sự kiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, trưởng Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, trụ trì Chùa Tản Viên, Chùa Khai Nguyên, trưởng Đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam, Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Tham dự buổi lễ ngày hôm nay, Ban tổ chức chúng con xin trân trọng giới thiệu còn có sự hiện diện của chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc Đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam cũng về tham dự. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Đặc biệt còn có hơn 50 gia đình Phật tử đăng ký tham gia gia đình Phật tử đầu tiên tại Đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, cùng với các quý liên hữu Phật tử đồng tu hiện diện trong đạo tràng. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt cung đón. Qua buổi lễ này, ban tổ chức chúng con xin được tri ân và giới thiệu còn có quý liên hữu Phật tử và quý vị khán giả trong nước và ở nước ngoài đang theo dõi chương trình trực tuyến. Xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Về chùa Khai Nguyên trong tiếng kinh, pháp nhạc vang rền sạch vô minh, tín hạnh nguyện sâu con khắc chí, nương dưới đức thầy giảng từ bi. Trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị của buổi lễ hôm nay, chúng con nhận thấy các gia đình Phật tử cũng đang chan chứa thật nhiều cảm xúc. Sau đây, Phật tử Nguyễn Văn Đạt, pháp danh Diệu Âm Chí Đạt, đại diện cho các gia đình Phật tử xin được dâng lên lời cảm tưởng của mình. Xin trân trọng kính mời Phật tử.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng. Trải qua những ngày tháng mong đợi, hôm nay đã đến ngày con được về chùa tham dự khóa tu gia đình Phật tử. Đó là niềm ao ước bấy lâu nay của con. Đối với bản thân con, sắp tới được sinh hoạt và sống với tinh thần pháp lữ của gia đình Phật tử là một niềm hạnh phúc và may mắn. Hạnh phúc vì được sư phụ truyền trao nhiều lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn. Và con nghĩ rằng những lời dạy dân này không chỉ có con mà còn các thế hệ con cháu đều áp dụng để tu học, để có đức tin vững chãi. Vậy vì chúng con có vui không? Có hạnh phúc không? Rõ ràng là có. Đối với con cháu chúng con, cùng với con đường đến trường, con đường đến chùa là một trong những con đường đẹp nhất mà chúng con và con cháu chúng con đang đi và sẽ được đi trên đó. Con biết đường đến chùa đẹp vì đó là con đường bình yên. Bình yên vì trên con đường đó sẽ không có cảnh bạo lực, đánh nhau hay cảnh tụ tập ăn chơi hư hỏng, mà ngược lại rất đẹp, tràn đầy tình anh em, tình đạo pháp. Bình yên vì đó là con đường hướng dẫn cho con và con cháu chúng con tu tập và rèn luyện để tìm thấy giá trị bên trong của bản thân mình. Từ đó mới có những đóng góp để làm đẹp thêm cuộc sống xung quanh. Những niềm vui và hạnh phúc mà các gia đình Phật tử có được là niềm vui và hạnh phúc bền vững, vì nó đến được từ bên trong của tâm an nhiên tự tại, thì sẽ tránh được sự cám dỗ của cuộc sống bên ngoài. Mà ngày nay có bao nhiêu điều hấp dẫn giới trẻ để làm cho con cháu chúng ta xa bà, xa đà, bỏ bê chuyện học tập rèn luyện đạo đức. Cuộc sống có nhiều đường đi, để chọn đúng đường đi là một thành công lớn. May thay, các gia đình Phật tử chúng con đã chọn được con đường đến chùa để sư phụ cùng quý chư tôn đức chỉ dạy, tu dưỡng và rèn luyện mình. Đó là con đường an toàn nhất để đến với bình yên và hạnh phúc. Và mỗi thành viên của các gia đình Phật tử chùa Khai Nguyên hãy tinh tấn nhiều hơn nữa trên con đường tu học và sinh hoạt gia đình Phật tử để có kiến thức chỉ dạy cho những người thân của mình cùng giác ngộ, biết đến Phật Pháp để không phụ lòng mong đợi của quý Thầy. Cuối cùng, con xin kính chúc quý Thầy cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Sự Viên Thành là cội bồ đề vững chắc cho con cháu được nương tựa vào. Kính chúc các quý liên hữu Phật tử và các tân gia đình Phật tử thân tâm thường an lạc và luôn là những vị hộ pháp đắc lực của quý Thầy trên con đường hoằng pháp lợi sinh, giúp cho Phật Pháp được xương minh trường tồn. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, con xin cảm ơn Phật tử đã có lời phát biểu cảm tưởng rất ý nghĩa. Kính chúc Phật tử và gia đình luôn thân tâm an lạc, luôn là những vị hộ pháp đắc lực cho quý Thầy trên con đường hoằng truyền chính Pháp.